Hiện tại là cái hãng kem The Maizy này đang được phát triển ra mang tầm quốc tế, được xuất nhập khẩu đến các nước phát triển trên thế giới. The Maizy đặt nhiều nhà máy sản xuất, chất lượng sản phẩm thì như nhau, tùy vào sản xuất ở nước nào mà cập nhật thông tin của nước đó. Kem có thành phần chống nắng rất là cao, không hề bị ăn nắng hay là bắt nắng, còn ngăn ngừa và giảm nám do tác động của những tia tử ngoại, cho nên bạn sẽ hoàn toàn yên tâm mà sử dụng cái dòng sản phẩm này, sẽ không bị bào mòn da hay là bắt nắng. Cũng cần nên chú ý là mình cũng không tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời với làn da của mình. Em này thì chuyên giảm thâm, mụn, sẹo và những cái mụn li ti, cam kết dứt điểm nha. Khi sử dụng cái bộ kem Hàn Quốc này thì cái điều đầu tiên bạn sẽ mang lại đó là một làn da căng, mướt, bóng mịn, một làn da không hề xuất hiện mụn, một làn da không hề có nám và tàn nhang, một làn da căng bóng và không hề có nếp nhăn, một làn da luôn luôn để lại tuổi thanh xuân và không có dấu hiệu lão hóa. Kết cấu kem thì mỏng nhẹ, mát lạnh, thẩm thấu rất là nhanh vào da, không bít rít, không lộ kem, không hề nóng rát hay là có những cái hiện tượng bong tróc ở da, nóng rát, khó chịu hay là bít tắc lỗ chân lông. Hương thơm, thiên nhiên, quyến rũ, không hề gây bào mòn da hoặc là bong tróc da. Hiện tại trên tay em đang cầm là hai hộp kem Demisin. Cái hộp màu xanh này, hộp màu xanh lá này, ở bên trong nó có cái hộp màu vàng, sẽ là kem ban ngày nha mọi người. Kem này là chất đặc, nên khi mọi người rửa mặt xong buổi sáng, mọi người thoa serum hoặc là không thoa serum cũng được, mọi người sẽ thoa lớp kem này lên, sau đó thoa một lớp kem chống nắng lên là ok nha. Còn cái kem này là kem ban đêm, trước khi mình đi ngủ thì mình sẽ rửa mặt mình thật là sạch. Nếu có một lớp toner hoặc là serum thoa lên, sau đó mình thoa kem sẽ phát huy tác dụng của kem mạnh hơn. Đây là một cái combo kem ngày đêm mọi người, mà khi mà không có nước toner, không có nước khô hồng hoặc không có serum thì mọi người cũng có thể sử dụng ngay cái bộ này không cần luôn nha. Sẽ có một làn da cực kỳ đẹp, và đây là một cái dòng sản phẩm mới nhất của nhà Demi, và em nghĩ cái bộ sản phẩm này sẽ đem đến những cái trải nghiệm, những làn da cực kỳ đẹp và giúp mọi người giảm bớt những lo lắng về bị nám, tàn nhang, đồi mồi hoặc là những vết thâm, những vết châm chim sẽ hoàn toàn biến mất sau 7 ngày sử dụng. Mọi người nên nhớ đây là bộ kem Demi Hàn Quốc mới nhất và chính hãng bên em đang được bán trực tiếp tại shop. Nhanh tay đặt hàng.